Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thời trang cuộc sống do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty SU thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng chăn ra gối nệm Edena thuộc công ty Vạn Thiên Sa. Chương trình của chúng ta hôm nay sẽ được bắt đầu bằng chuyên mục Tỏa sáng cùng phong cách với những mẫu thiết kế trong bộ sưu tập Xuân hè 2017 của nhà thiết kế Trương Thanh Long. Tiếp theo, chuyên mục Cơn lốc thời trang sẽ giới thiệu xu hướng áo dài may trên nền vải Nhật. Và cuối cùng, chuyên mục Nhịp sống thời trang sẽ gửi đến quý vị khán giả bộ sưu tập Giọt nắng xuân về của nhãn hiệu Sifa Fashion dành cho mùa lễ Tết năm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Hồi xưa thì Khuyên nghĩ rằng rất khó để có thể khiến cho mình trở nên trẻ trung. Nhưng mà qua những sự thiết kế cũng như là cái mắt thẩm mỹ rất là tài tình của các nhà thiết kế thì chúng ta có thể thấy được những bộ cánh, những bộ trang phục bằng vải nhung vẫn toát lên được cái nét cá tính và trẻ trung. Thì ngày hôm nay bộ sưu tập của nhà thiết kế Trương Thanh Long đã đem đến điều đó và là người mở màn cho chương trình phiên bản mới cũng như là bộ sưu tập của nhà thiết kế Trương Thanh Long. Thì Lan Phương cũng có một chút hồi hộp và hy vọng rằng sẽ đem đến được một phần trình diễn là mãn nhãn khán giả cũng như là giới mộ điệu. Duy Hải xin được chào đón anh Trương Thanh Long quay trở lại với chương trình Thời trang cuộc sống phiên bản mới. Và anh có thể chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình là dấu ấn đặc biệt của Trương Thanh Long mang đến bộ sưu tập lần này cho Thời trang cuộc sống phiên bản mới là gì không ạ? Lần này Long mang đến chương trình này thì có thể là nói là nó mang đậm dấu ấn cá nhân của Long. Tại vì đối với Long thì trong cái trang phục khi mà Long thiết kế thì người phụ nữ của Long lúc nào cũng phải rất là mong manh và gợi cảm. Và bên cạnh đó thì chàng trai của cô gái đó thì lúc nào cũng phải rất là phong trần và mạnh mẽ. Thì trong bộ sưu tập này Long trung hòa giữa một nửa collection là nam và nửa collection là nữ. Thì cái bộ sưu tập này Long muốn thể hiện một cái tinh thần rất là dạ tiệc vào những cái chương trình vào cuối năm hoặc là những cái buổi tiệc đêm. Thì Long nghĩ rằng là bộ sưu tập này nó đã truyền tải được một vài ý mà Long mong muốn.
với chất liệu lần này thì Long sử dụng hầu như là chất liệu nhung và chất liệu von, cũng như là bên cạnh đó là ren nữa. Thì lý do tại sao Long chọn hai chất liệu này, tại vì cái chất liệu ren là cái chất liệu rất là mỏng manh, thì bên cạnh đó nó sẽ thể hiện được cái sự nữ tính của người phụ nữ và rất là mềm mại. Còn bên cạnh đó nhung thì cái chất liệu nó có thể nói là nó đang rất là xu hướng, cũng giống như là MC chúng ta đang mặc thì có thể thấy là nó đang rất là lan tràn trên sàn diễn thế giới. Và việc mà mang nhung vào trong bộ sưu tập này của Long thì nó giống như là cân bằng hai cái yếu tố, một bên là cứng cáp mạnh mẽ và nó dày bám áp, thì một bên thì rất là mỏng manh. Thì Long hy vọng rằng là với cái sự mà đối lập trong cái kết hợp chất liệu vậy thì nó sẽ mang lên đến một cái hiệu ứng rất là tốt cho bộ sưu tập.
Trong cuộc sống hối hả hôm nay, cùng với sự sáng tạo của các nhà thiết kế, bên cạnh những kiểu dáng truyền thống, chiếc áo dài còn được cách điệu cách tân từ kiểu dáng của cổ áo, tay áo, độ dài ngắn của đôi tà áo và cả các loại chất liệu để làm nên chiếc áo dài duyên dáng. Tất cả đã tạo nên luồng gió mới, xu hướng mới, thêm sức sống mới cho tà áo dài Việt Nam. May áo dài Việt Nam trên nền chất liệu vải được nhập từ Nhật Bản. Tại sao không? Một xu hướng mới đang nóng trên thị trường thời trang. Cửa hàng thời trang may đã cho ra đời những mẫu áo dài được thiết kế và may đo trên nền chất liệu được nhập chính thức từ Nhật Bản. Cái lợi thế của vải Nhật là cái độ co rút nó không có. Cái thứ hai là độ bền màu nó rất là tốt. Và cái nữa thì ai cũng biết là áo dài thì cần phải ôm sát người. Thì đặc biệt là cái vải Nhật nó lại có một cái sự thoải mái. Được biết tại cửa hàng thời trang may có rất nhiều sự lựa chọn về chất liệu cũng như các kiểu họa tiết qua chăn cùng màu sắc theo phong cách Nhật Bản để chị em phụ nữ chọn được cho mình những chiếc áo dài độc đáo, riêng có theo phong cách riêng của mình. Có hai cái dòng vải mà mình thường để sử dụng thiết kế cũng như may cho khách hàng. Thứ nhất là vải Silimen. Thì cái này là nó là độ sốt, nó là như thế này đây. Chất liệu Silimen này nó rất là phù hợp với áo dài Việt Nam. Bởi vì cái tính mềm mại của nó, khi may lên áo dài Việt Nam ôm sát thì nó rất là thoải mái. Còn loại thứ hai đó là chất liệu cotton. Thì cái chất liệu này là nó hơi cứng mình hơn và nó phù hợp với lại những cái áo dài cách tân dành cho giới trẻ, mà lại phối hợp với lại quần tây, quần jean đều rất là đẹp. Thì hiện nay là cái họa tiết này nó phù hợp với mùa xuân của mình. Đó, là màu đỏ. Và cái nữa là nó đặc trưng của cái Nhật là những cái hình của cô gái Nhật mặc kimono Nhật luôn. Đó. Thì đây cũng là chất liệu cotton. Thì cũng là thường là áo dài chất tân. Nãy giờ mình có thể thấy là tâm huyết của anh đối với áo dài trên nền vải Nhật rất là nhiều, thì dự định sắp tới của mình là như thế nào? Thật ra thì trước đây vài năm mình có một cái may mắn là may áo dài Việt Nam trên chất liệu vải Nhật. Thì thời gian gần đây mình có biết là shop may vải Nhật lại từ Nhật. Thì đúng với cái sở thích của mình. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ ra bộ sưu tập áo dài. Mà điểm đặc biệt lần này là ngoài áo dài nữ, có cả áo dài nam. Hy vọng rằng với sự sáng tạo đầy độc đáo, xu hướng may áo dài trên nền vải Nhật Bản sẽ mang lại cho chị em phụ nữ những bộ áo dài cách tân dễ thương, duyên dáng và độc đáo để làm đẹp cho mình trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm tại shop may 200B Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề Giọt nắng xuân về, bộ sưu tập mới của Shifa Fashion sẽ giới thiệu những mẫu thiết kế thời trang dạo phố, công sở và dạ tiệc cho những ngày của mùa xuân hè năm 2017. Như chúng ta đã biết, kiểu quần culotte vẫn đang làm mưa làm gió trên thị trường thời trang và luôn được các bạn gái yêu thích bởi phong cách trẻ trung và cá tính. Bộ culotte của Shifa Fashion được thiết kế với kiểu sọc cá tính cùng tông màu chế áo đã tạo nét phá cách tinh nghịch cho những tín đồ thời trang. Dành cho những buổi xuống phố cùng bạn bè, những bộ trang phục quần dài phối với áo kiểu như thế này không chỉ tiện lợi mà còn mang lại vẻ duyên dáng, tươi trẻ, giúp các bạn gái có thể di chuyển dễ dàng bằng các loại phương tiện. Còn đây là những bộ trang phục công sở được các nhà thiết kế của Shifa Fashion giới thiệu trong bộ sưu tập Giọt nắng xuân về, thật dễ thương với những mẫu áo kiểu được điểm trang bằng đôi tay phối vôn hoặc trang. Điểm nhấn trên thân áo chính là chiếc nơ đính sau lưng, tạo nét duyên dáng cho người mặc. Chiếc áo kiểu được phối với quần đồng tông hoặc đối tông màu như thế này sẽ là sự lựa chọn tối ưu để tạo phong cách riêng, tùy theo từng sở thích của mỗi người. Với những bộ trang phục vừa được giới thiệu trong Giọt nắng xuân về,
các nhà thiết kế của Shifa Fashion mong muốn mang đến vẻ đẹp năng động, tươi trẻ cho các bạn gái mỗi khi xuống phố hoặc đến công sở. Như quý vị và các bạn đã thấy, giọt nắng xuân về không chỉ là những bộ quần phối đi cùng các kiểu áo, mà còn giới thiệu những bộ đầm duyên dáng và yêu kiều cho các bạn gái trẻ diện trong những buổi tiệc tối hay trong những buổi lễ hợp mặt mang tính chất trang trọng như thế này. Đa phần những kiểu đầm trong bộ sưu tập giọt nắng xuân về đều được thiết kế trên nền chất liệu bố gân, một loại chất liệu mới vừa được Shifa nhập về, có khá nhiều màu sắc cùng họa tiết qua chăng theo khuynh hướng thời trang hiện nay trong khu vực và thế giới. Cùng với các đường cắt cúp khéo léo, chất liệu bố gân sẽ giữ được form dáng cho chiếc đầm, tôn lên vẻ đẹp thanh xuân tươi trẻ cho các bạn gái. Bên cạnh họa tiết in hoa, sọc và caro vẫn luôn là điểm nhấn không bao giờ lỗi thời, mang lại những bộ trang phục đậm cá tính cho người mặc. Theo các nhà thiết kế của Shifa Fashion, xu hướng họa tiết 3D hiện nay đang lên ngôi trên các sàn diễn thời trang và cả trong trang phục đời thường. Những bộ đầm in 3D như thổi thêm nét tươi trẻ duyên dáng và không kém phần quyến rũ cho người mặc. Chúng chính là sự lựa chọn tối ưu cho các bạn gái trẻ trong mùa xuân hè 2017 này. Có mặt trên thị trường thời trang từ những năm 90, Shifa Fashion luôn luôn nhận được sự tin yêu của chị em phụ nữ trong nhiều độ tuổi, bởi thường xuyên cho ra đời những bộ sưu tập mới bắt kịp xu hướng thời trang của khu vực và thế giới, hướng đến công chúng bằng sự giản dị nhưng đầy tinh tế và ấn tượng. Được biết, từ nay cho đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017, khách mua hàng tại hệ thống 80 cửa hàng của Shifa trên toàn quốc với hóa đơn trên 2 triệu đồng sẽ được nhận coupon mua sản phẩm khuyến mại giảm giá lên đến 90%. Quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm các bộ sưu tập khác tại cửa hàng 70 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 cùng hệ thống các cửa hàng của thời trang Shifa trên toàn quốc, hoặc tham khảo trên website www.shifafashion.com. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng ta hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn nhãn hàng chăn ra gối nệm Edena thuộc công ty Vạn Thiên Sa đã tài trợ chương trình Thời trang cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau, phát sóng định kỳ trên HTV7 vào lúc 14 giờ trưa ngày thứ Bảy hàng tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.